Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thời giáo lý hôm nay sư xin giải thích về phần của tứ niệm xứ. Phần đầu của tứ niệm xứ được Phật dạy về phương pháp thanh lọc tâm. Khi chúng ta hành tứ niệm xứ, chúng ta có niềm tin, chúng ta sẽ thanh lọc được tâm. Vậy không có nghĩa là chúng ta thanh lọc tâm, được tâm chúng ta liền. Giống như chúng ta muốn được trong thế gian này, chúng ta không muốn gì chúng ta phải làm cho được. Không có ý nghĩa như vậy. Khi tâm chúng ta được thanh lọc một trạng thái khác hơn, như vậy ý nghĩa như thế nào gọi là chúng ta thanh lọc được tâm, chế ngự được phiền não, chế ngự được tham ưu ở đời. Sokapetivanasamatikamaya. Như thế nào gọi là chúng ta chế ngự được tham ưu ở đời. Ba tiếng chúng ta đang hành, chúng ta cũng nên hiểu. Tham, sự tham, lopa u, sự buồn phiền, tham u ở đời, chế ngự tham u ở đời. Nếu mà chúng ta không có chánh niệm, thì thường luôn luôn chúng ta nuôi dưỡng tham như sân. Và tham như sân là mầm mống của sự đau khổ, là nhân của sự luân hồi. Để chúng ta chấm dứt sự luân hồi, sự đau khổ, nên giảm một cái niềm tin là phương pháp thanh lọc tâm. Vì chúng ta phải tìm phương pháp để chế ngự được sự đau khổ mà chúng ta đang tu trên đường giải thoát. Chế ngự có ba giai đoạn để mà chúng ta chế ngự được tham, được sân. Tiếng Bali gọi là khanika. Thứ hai là thứ ba là samuccheta. Tatang kabahaya. Cái thứ nhất đó là chúng ta chế ngự được phiền não từ khoảnh khắc, từ sát na mà thiền giảng ngồi thiền. Khi không có chánh niệm, có nghĩa là khi chúng ta không chánh niệm là chúng ta không chế ngự được tâm, không chế ngự được phiền não. Mà một giây phút nào chúng ta có chánh niệm là chúng ta chế ngự được phiền não. Tham ưu ở đời, chế ngự được tham ưu ở đời. Chánh niệm ghi nhận đối tượng, và đối tượng trong lúc bây giờ, mỗi giây này chúng ta ghi nhận đối tượng trong thân hoặc trong cảm giác hoặc trong tâm vân vân. Thì giây phút mà chúng ta ghi nhận đó, thì giây phút đó không có phiền não, không có sự tham và sân ở trong đó. Nếu chúng ta quả thật là chúng ta có trí nhớ thật, hiểu như thế nào là có trí nhớ thật, thì chúng ta ghi nhận, bây giờ chúng ta ghi nhận đối tượng. Một giây phút mà ghi nhận, như vậy chúng ta thấy hoàn toàn để thấy gì khi mà chúng ta ghi nhận đối tượng. Thì thấy đối tượng là đặc tính của danh pháp và sắc pháp, gọi là danh sắc đó. Giờ khi mà chúng ta ghi nhận, chúng ta thấy rõ là đối tượng.
Ví dụ nếu mà chúng ta không có chánh niệm, chúng ta sống như đời sống thường, hồi nào thì già, có tên, có tuổi. Mà bây giờ khi mà chúng ta có trí nhớ đi sâu ở trong đối tượng, ví dụ hơi thở, thì chúng ta chỉ thấy đặc tính của hơi thở thôi, sự chuyển động của hơi thở. Mà khi có sự chuyển động của hơi thở, chúng ta mới hiểu được hơi thở chỉ là hơi thở. Thì trong giây phút đó, bây giờ chúng ta thử chúng ta theo dõi hơi thở, một hơi thở thôi, phải một khoảnh khắc đó, một hơi thở. Chỉ nói là một cái sự chuyển động của một cái phòng, một cái sạc, với một sự chuyển động, di động của cái phòng, và có chánh niệm đi theo, theo sự di động của cái phòng, của cái bộ phòng. Thì một cái khoảnh khắc ấy chúng ta chỉ thấy có trí nhớ ở chỗ đó, và có một sự hay biết được sự di động chỗ đó. Chỗ đó một cái sự di động, một sự căng thẳng, một sự giãn của nơi ấy ra. Và theo dõi nữa, có một cái trạng thái nó co trở lại. Nhưng mà chúng ta mới thấy chỉ là thấy đặc tính, cái trạng thái của đối tượng, thấy sự co giãn, cho đó có cái sự co giãn. Chánh niệm không quên, và tâm cho đó chỉ hay biết, cái trạng thái của tâm là hay biết đối tượng, và khi nhớ ghi nhận thì nó tâm cảm giác như vậy. Bây giờ chúng ta quan sát tâm chúng ta, trong giây phút đó, tâm chúng ta có buồn ở trong đối tượng đó không, hoặc có mong muốn gì cái đối tượng đó. Như vậy chúng ta chỉ chấp nhận sự thật bây giờ nó là như vậy, bây giờ sự thật nó là như vậy, hoặc là như vậy nó là như vậy, ở đây nó là như vậy, ở đây nó là hơi thở, nó là như vậy. Để mà chúng ta có trí nhớ, hoàn toàn trí nhớ mà theo dõi tâm thật á, thì tâm chỉ biết như vậy thôi. Vậy gọi là sát ma loại trừ, một cái khoảnh khắc mà chúng ta chế ngự được tham, chế ngự được tham ưu ở đời. Nhưng vì trong đó không có sự ham muốn gì, trong khi mà có cái cảm giác có một sự chuyển động phòng, và không buồn phiền gì với một cái sự thay đổi nó sẽ trở lại. Chỉ nói là trong phòng luôn sẽ không có mặt của tham như sân. Như vậy có nghĩa là chế ngự được tham ưu ở đời. Ở đời là chính chỗ đó đó. Chính đối tượng mà tâm đang theo đó đó. Đó là đời của tâm. Vì chỗ đó đang sống. Không phải là một cuộc đời, một cái đó cuộc đời chúng ta đang sống như vậy, nghĩ từ quá khứ tương lai, một năm như vậy, một ngày như vậy, không có nghĩa như vậy. Một đời của tâm linh đang sống, một cái giây phút của tâm linh đang sống, là sống như vậy. Như vậy mới sống, gọi là sống ý chế người đó, không thấy tham ở trong một giây phút đó, và không thấy sự sân hận trong giây phút đó, và là chế người được tham ưu ở đời. Rồi chế ngự thứ hai là tạm thời. Sự tạm thời này cũng có nghĩa, có hai nghĩa mà thiền, do thiền minh sát cho thiền định. Và nếu thiền định khi hành giả theo dõi một đối tượng cũng hơi thở ấy, cũng theo dõi hơi thở, nhưng mà hơi thở chỉ là hơi thở thôi, không đổi theo một cái đối tượng nào khác. Ví dụ cứ theo dõi hơi thở, phóng tâm không có niệm phóng tâm, đau không niệm là đau, mà cố gắng theo dõi hơi thở cho đạt được sự định tâm ở trong hơi thở. Vậy khi mà hành giả theo dõi được, có thể đạt được nguyện nhất tâm chi,
tâm của chị theo dõi, kèm tâm theo dõi đối tượng. Thầy đi tới tận định, định lâu, không phải là một khoảnh khắc, một sát na mà nhiều, nhiều hơn, nhiều phút hơn. Như vậy quý vị có đạt được, đôi khi có thể nhập định được, người ta có thể đi theo hơi thở mà nhập nhập định được, đắc thiền. Thầy trong lúc đó không có phiền não sinh lên, nghĩa là không có sự tham và sân sinh lên ở trong một đối tượng mà hành giả đang được thiền, là thiền tâm, không có. Đó gọi là thiền samatha, gọi là thiền chỉ, là thiền văn đẳng. Thì chúng ta đang hành thiền minh sát, cũng vừa theo dõi hơi thở. Mời tới bây giờ chúng ta đang theo dõi hơi thở, hoàn toàn theo hơi thở thật, và đối tượng khác chúng ta cũng niệm. Vậy chúng ta thấy là tạm thời không có phiền não. Không phiền não chỗ nào gọi là tạm thời không có phiền não. Đối tượng mà chúng ta đang quan sát, chúng ta cho là không có được. Nhưng mà những đối tượng khác mà chúng ta không có quan sát, một nơi khác không quan sát, như vậy chúng ta cũng không thấy phiền não sinh lên nơi khác, không có. Hoặc âm thanh tới mà chúng ta cứ theo từ sát na một đây, một cái nơi khác, hoặc một cái đau nhức chỗ nào khác nó sinh lên, chúng ta cũng không thấy phiền não, không thấy tham sân. Như vậy cũng gọi là tạm thời, tạm thời loại trừ, chế ngự được. Cái thứ ba gọi là đoạn diệt được phiền não, diệt trừ được phiền não. Như vậy khi hành giả đạt tới đạo tâm, đạt tới đạo tâm, hành giả mới diệt trừ được phiền não, gọi là phiền não ngủ ngầm. Nó mầm mống của nó đã ngủ ngầm ở trong tâm. Vì nói là tham thì nó đã có, sân hận tham sân si nó đã ở trong tâm chúng ta hồi nào tới giờ. Như vậy hồi nào tới giờ chúng ta đang thiền thì chỉ diệt trừ được khoảnh khắc một giây phút này thôi, nhưng cái tham sân hận nằm ngấm ngầm ở trong tâm chúng ta chưa diệt được. Như vậy Vipassana thiền minh sát chưa diệt được từ khi chúng ta đạt được đạo tâm. Khi mà đạt được đạo tâm thì giây phút đó phiền não hoàn toàn diệt trừ được, không còn. Đó là chúng ta có niềm tin hành thiền thì chúng ta thấy kết quả, chế ngự được tham ưu. Mình đã hành thiền thì có tới 4 đối tượng mình đã đang ngồi, 4 đối tượng của chánh niệm để mà ghi nhận. Một là đối tượng thuộc về thân, 2 thuộc về thọ, 3 tâm, thì 4 pháp. Vì đối tượng về cái thân này nó có tới nhiều mục, tới 14. Nói tóm lại, một thân Đức Phật giới thiệu là thân. Nhưng mà khi thân mà khi chúng ta chú tâm niệm là chúng ta chú tâm niệm hơi thở. Như vậy hơi thở này là một phần của thân. Từ ngoài hơi thở ngồi quý vị chú tâm theo dõi hơi thở, còn những quan nghi khác, đời sống của chúng ta có 4 quan nghi: đi, đứng, nằm, ngồi. Vậy khi mà chúng ta đi, đứng, nằm, ngồi cũng là của thân, chúng ta theo dõi. Như tôi nói gọi là đi mới niệm, đi chúng ta niệm đã đi, bước mặt bước cái bước, giờ đạp hoặc giờ bước đạp, hoặc theo dõi sự chuyển động, sự chuyển động của cái chân, mà trở lại chân để chú tâm theo dõi chân đấy. Chúng ta thấy cái cảm giác, thấy được, biết được gì, biết được là chân đế thật. Cái chân chúng ta không còn giống chúng ta theo dõi bụng, không thấy bụng mà rồi lại thấy sự di động của bụng. Và khi hành giả đi cũng vậy, khi mà chúng ta chú tâm nơi bàn chân, hành giả chỉ cảm giác một cái nặng, một nơi đó nặng. Và khi dở cảm thấy nhẹ, bước tới nhẹ và đè xuống nặng. Như vậy trong 4 văn nghi, đi cũng niệm và đứng hành giả cũng niệm. Đứng niệm như thế nào là đứng? Khi mà đứng liền thì niệm là đứng, biết là đang đứng, cũng là một cái quan nghi. Vì chánh niệm luôn luôn từ khoảnh khắc chúng ta phải luôn luôn theo dõi thân này từ khoảnh khắc.
muốn chế ngự được được tham ưu ở đời, luôn luôn tâm chúng ta phải có sự bảo vệ của chánh niệm, giống như một vị tổng thống hay một vị vua phải có người cảnh gác mới được sự an vui. Thì tâm chúng ta luôn luôn phải có sự bảo vệ của chánh niệm. Nếu mà chúng ta trong lúc chúng ta ngồi, chúng ta phải có sự bảo vệ của chánh niệm, thì đi cũng phải có sự bảo vệ chánh niệm, và đứng cũng vậy, đứng chúng ta cũng phải biết đứng. Và nếu chúng ta không biết là đứng mà chúng ta quên, quên từ lúc mà quên tự nhiên, tham ưu, cho đó là đời chúng ta đang đứng đó, tự nhiên tham sân nhảy vào liền. Vậy chúng ta đứng, chúng ta cũng biết là đứng, biết đứng. Và khi nằm, chúng ta cũng biết chúng ta đang nằm. Và khi đứng lâu, chúng ta cũng coi lại một cái vai như đứng, rồi coi lại trong thân này cũng có hơi thở nữa. Chúng ta sống, sống với hơi thở, sống với sự thay đổi trong thân. Và nằm cũng như vậy, dù đi đứng nằm ngồi, dù muốn không muốn, luôn luôn hơi thở làm việc, chỗ này là thân hành, hay là các pháp phù vi cứ làm việc như vậy, không có giây phút nào mà là không có, thì chúng ta mới sống có trí nhớ, phải chế ngự được tham ưu đời. Ngoài cái đại văn nghi đi đứng nằm ngồi, còn tiểu văn nghi có tai duỗi tai, coi chân duỗi chân, cầm cái này giơ cái kia lên để xuống, cầm vân vân, ăn uống vân vân, những hành động chúng ta làm hàng ngày luôn luôn cùng có chánh niệm. Người cứ nhiều quá, nhiều hành động nhỏ nhỏ, nếu mà chúng ta ghi làm sao ghi hết nhiều quá, thì cái chánh niệm, cái nhiệm vụ nó không quên đối tượng. Và tâm coi tâm chỉ nó biết thôi, người cứ biết cái gì cuối cùng chỉ biết nặng nhẹ, nóng lạnh, chuyển động có bao nhiêu, đó là tâm, đó là chân đế của sự thật là như vậy đó. Rồi nhớ theo dõi tâm không quên, lúc nó đang biết sự thật là như vậy đó, sự thật là như vậy đó. Đó gọi là quán tâm, quán thân. Mà khi chúng ta quán thân, chúng ta mới chế ngự được sự tham ưu ở đời. Ngoài quán thân, chúng ta còn quán thọ. Thọ là một cái cảm giác, một phần của con người ở trong thân, cũng không có giây phút nào mà không có nó, không có mặt có nó. Nhưng tâm chúng ta biết một cái thôi, không có biết được cái gì hai cái, nó biết một cái, biết một phần nào. Nếu biết thân là nó biết được thân. Và khi mà thọ nó sinh lên, nó mạnh, thọ bắt đầu nó sinh lên mạnh như thế nào? Thọ sinh lên khi mà tâm chúng ta không suy nghĩ, tâm chúng ta định trong thân, thì một cái phần của thân này nó bắt đầu nó cũng sanh lên, là cảm giác nó cũng sanh lên, nghĩa là có rõ, nó rõ như thế nào tới giờ nó không rõ hay sao, không nghĩa lại như vậy, cũng như hơi thở nào tới giờ chúng ta đâu có biết, không biết chúng ta nói là chúng ta không có hơi thở hoặc không rõ. Mà khi chúng ta tập tâm nó có tâm định, tâm không suy nghĩ, khi gọi là sự chú tâm để trong đó, mới bắt đầu có sự cảm giác, biết được có hơi thở cho đó. Rồi một cảm giác ở trong thân. Và khi chúng ta ngồi lâu thì cảm giác nó cũng đưa chúng ta biết. Có cảm giác rồi. Mà khi cảm giác lên chúng ta cũng phải nghe. Vì cảm giác cũng không phải một cái tới ba cái cảm giác nữa. Ba cảm giác. Một cái cảm giác làm cho dễ chịu gọi là lạc thọ. Một cảm giác làm cho khó chịu là khổ thọ. Một cảm giác kiềm trung tính, không khổ mà không lạc. Đó là cảm giác mà chúng ta chạm phải nó trong lúc mà hành giả ngồi thiền. Mỗi mỗi cảm giác nào sinh lên bất cứ nơi nào,
Hành giả có nhiệm vụ phải ghi nhận cảm giác. Cái cảm giác là cái gì? Là một cái tâm sở, một cái tâm sở, và tâm sở này gọi là thọ, thọ uẩn, một phần của thọ uẩn. Thọ uẩn nó đưa, có nhiệm vụ như thế nào, nó biết được, nó có cảm giác, cảm giác trong thân chúng ta, không biết nơi nào, nó có cảm chỉ ở trong trong thân này thôi. Khi chúng ta ngồi mới thấy nó cảm giác dễ chịu khó chịu. Vậy bây giờ khi hành giả hành thiền, khi cảm giác mạnh, khi mà cảm giác mạnh, tự nhiên có cái sự hay biết của cái tâm đối tượng đó, nó mạnh. Khi mà đối tượng mạnh, tự nhiên nghĩa là một cảm giác thôi, một cái cảm giác thật chỗ đó đó. Nhưng mà khi cảm giác mạnh khiến tâm biết, khi mà tâm biết tâm tới đó, mà khi tâm tới đó thì chánh niệm cũng tới đó nữa, cũng có mặt của chánh niệm. Vì chánh niệm cái nhiệm vụ là phải bảo vệ tâm, bảo vệ cái gì, để đừng cho tâm bị tham ưu. Ở đời là chỗ đó, đời của nó, bây giờ đời của nó là cảm giác tham ưu. Ở đời, đời là cái sự cảm giác. Như vậy khi mà chỗ đó đau, người trí nhớ tới, tâm tới, và tâm tới trí nhớ cũng tới liền lập tức, giống như một tóc ký biên ra, ghi chép. Khi mà cảm giác nó hiện ra như thế nào, trí nhớ cái ghi nhận sự thật nó là như vậy. Tâm ơi, sự thật nó là như vậy thôi, tâm ơi, có cảm giác chỗ đó nữa. Như vậy cái chánh niệm, cái nhiệm vụ là không hời hợt ở trên đối tượng đó, giống như là một vật nhẹ mà liền xuống nước, mà nó nằm trên nước, không nghĩa là như vậy. Chánh niệm có nhiệm vụ nó phải biết ghi nhận cho rõ cái gì mà xảy ra trong đó. Như vậy cảm giác không phải là ở bề trên, không phải trên thôi, cũng như một cục đá, một cục sỏi liền xuống đất là phải chìm xuống. Thì chánh niệm khi mà tới đó có nhiệm vụ độc thải xuyên thấu, ghi nhận cho kỹ để mà tâm nó hiểu biết, bằng không nó sẽ hiểu sai. Hiểu sai như này, hiểu sai là hồi nào bây giờ chúng ta nghĩ sai, cái này là tay của tôi và chân của tôi, bây giờ tay của tôi như vậy nó sẽ gãi, chân tôi đau như vậy nó sẽ gãi chân, hoặc là nghĩ cái cách khác nữa, chân cứng nó cảm thành chân cứng, hoặc chân ê, tôi cứ nghĩ tay. Nhân tà tư duy đó, tôi nghĩ đủ hết, thể cho là máu không chạy đủ hết, thì tự nhiên thắt sẵn sợ. Và nếu có trí nhớ chỉ ghi nhận, đi sâu một chút ghi nhận, đi sâu nghĩa là không phải với hời hợt trên chỗ đó, đi xa xa nhắc không phải vậy, đi cùng với tâm, nó xuyên thấu thân thức. Như thế nào gọi là thân thức? Thân thức là thân thức chỉ một lớp da ở ngoài đó, cảm giác đó gọi là thân thức. Lùng chút ta biết, từ ra tóc, chứ móng tay, móng chân không cảm giác thì ngoài ra chỗ nào cũng có cái sự biết hết á. Đúng là biết. Bây giờ chánh niệm như thế nào gọi là cảm giác? Thì cảm giác này không phải ở ở da, gọi là da đụng, không phải là da đụng. Bây giờ nó đau thấm ở trong kìa. Như vậy nếu chúng ta chỉ là hỏi đau ở ngoài là không có thấy rõ. Người phải xuyên thấu là đau như thế nào thì trí nhớ mới đưa sâu vô, xuyên thấu vô. Và khi có tâm cùng như thế, bắt đầu một sớ của da ra, và khi mà sâu hơn da nữa là chỉ nó có một cái cảm giác xuống thôi, không còn cái gì nữa, không còn cái đau. Nếu mà gọi là phân tích được như vậy thì khoa học nó làm cũng vậy, nó chỉ là một lớp da ở ngoài thôi, một lớp da, thì trong đó phải xuyên thấu, phải xuyên qua cái da đó,
Đó là sự kinh nghiệm của sư thôi. Hồi 30 tuổi sư bị bệnh bệnh phổi, mà hồi đó chưa văn minh như bây giờ, thuốc men chưa đầy đủ. Một là bác sĩ đề nghị phải giải phẫu, rồi bác sĩ mà trị sư đề nghị phải phải bơm phổi. Bơm phổi bẻ kim rất là lớn. Mình chỉ biết là trong trong lúc mà kim đâm vô đó, nó có đau một một giây phút đó thôi, gọi là một giây đó, một khoảnh khắc đó. Rồi sau khi đó bắt đầu rồi đưa cái kim nó vô, chỉ cảm giác thôi, cảm giác là một cái vô trong đó, à không phải là đau, nhưng mà lốt ở ngoài da đó là một cái cảm giác. Thì cái sự đau này không phải là ngoài ngoài da, đau mặt dĩa ngồi không phải là ngoài da, có sự đau xuyên thấu ở trong. Như vậy mới hỏi cái đó là cái gì. À, cái xương nó phải là tôi không, cũng phải là tôi hỏi. Cái trí nhớ hỏi tâm, hỏi xương có phải là tôi không, thịt có phải là tôi không, da có phải là tôi không, máu chỗ đó có phải là tôi. Nếu mà trả lời là tôi đó, tự nhiên là không phải là sự thật. Đang khoa học nó phân xét là không phải là sự thật, nên nó khác hẳn. Như vậy là khoa học nó đã chứng minh cho sự thật, gọi là pháp bảo, sự thật triết lý của nhà Phật để chứng minh sự thật. Như vậy chúng ta trí tuệ, đây gọi là trí tuệ của minh sát, là thiền tuệ đó, nó gọi là quán chiếu ngũ uẩn, giai không, không có gì, không còn cái gì nữa. Nghĩa là cảm giác thôi, hơi thở là hơi thở, không còn cái gì hơn là chuyển động, không còn cái gì chờ đợi, chỗ đó có một cái cảm giác thôi. Nếu mà chỗ đó có tôi, ở trong đó có ta ở đó, thì khoa học nó không bao giờ nó giải phẫu cho mình được đó. Nó đem tôi, đem ta để chỗ nào, mình tìm không ra. Mà bây giờ chúng ta tìm thấy rõ, có tâm, cái tâm suy nghĩ, bây giờ chỗ đó tâm không suy nghĩ, chỉ đưa tâm vào chỗ đó và có sự bảo vệ của chánh niệm, ghi nhận sự sự thật, chứ sự cảm nhận của tâm là như vậy đó. Không có tên, không có đặt tên, không nghĩ, không suy nghĩ. Như vậy chỉ có một cái cảm giác. Nếu hành giả chỉ xuyên thấu như vậy, hành giả sẽ thấy rõ đó là cái thọ, một cái cảm giác thôi. Thì có cảm giác có hai cái thọ cảm giác với vật chất. Vật chất là cảm giác thế tục, một cái thọ không phải là thế tục, nó cảm giác như thế nào. Một cái thọ cảm giác không phải là thế tục. Người đời làm việc cũng đau vậy, làm việc cũng đổ mồ hôi, đau mệt mỏi, như vậy cái cảm giác đó không phải là, có gọi là không phải là, đó là thế tục, thọ thuộc về thế tục. Một cái cảm giác khác mà cũng cảm giác vậy, đó là phi thế tục hay không phải là thế tục. Đây là cảm giác mà hành giả đang ngồi thiền, thầy cũng có thể giống như người ta đang làm việc, người ta đang mệt mỏi cũng vậy. Mà vì hành giả đang ngồi thiền, hành giả cũng có cảm giác mệt mỏi đau khổ như vậy, nhưng mà cái đau khổ này là phi thế tục hay là không phải là thế tục, nó là đau khổ. Thầy cái đau khổ này hành giả mới thấy thấy rõ được, vì hoàn toàn chúng ta có chánh niệm trong lúc mà hành giả đang ngồi thiền. Như vậy gọi là thiền là như vậy đó, có cái trí nhớ, có sự quan sát kỹ lưỡng, thì chúng ta chỉ thấy thọ là thọ. Thì điểm này là khổ ưu đó, nó không phát sinh, chế ngự được tham ưu ở đời. Như vậy không thấy sự tham và không thấy sự buồn ở chỗ đó, chỉ thấy một sự sống, một sự sống của đó, một sự sống của tâm linh, mà nó sống bình thản, sống của mình, chỉ ghi nhận đó là chỉ là cảm giác thôi. Đó gọi là quán thọ. Còn phần đối tượng khác, nó nhiều đối tượng. Đức Phật dạy chúng ta có bốn đối tượng, ngoài cái thân di động chuyển động nóng lạnh cái mềm, ngoài cái thọ dễ chịu khó chịu ở trong thân này, nó có một cái hay biết cái tâm. Sự hay biết là nó biết biết trong lúc bây giờ và biết chuyện quá khứ tương lai, đó sự hay biết của tâm, quy trong tiến trình của sự sống của tâm. Từ ngày mai bây giờ và sẽ đi ngày hôm qua, bây giờ rồi ngày mai, đó là tiến trình của đời sống của chúng ta. Thế giới nó muốn thay đổi
từ giây một, chúng ta không nói là năm, không nói là tháng, từ giây một thế giới này thay đổi từ giây một và đời sống của chúng ta thay đổi từ giây một. Như vậy chúng ta không phải là một giây mà tâm chúng ta cũng vậy thôi, thường hồi sanh nó như vậy, tới bây giờ cũng như vậy, ngày mai cũng vậy, năm sau cũng không nghĩa là như vậy. Cái thân của chúng ta, nếu mà chúng ta lấy cái hình mà chúng ta mới sanh là cha mẹ chúng ta chụp, và mỗi sinh nhật chụp, giờ nó sinh nhật 3-40, 50-60 sinh nhật rồi, quý vị để sinh nhật để một hàng của sinh nhật, quý vị nhìn cái sinh nhật đó như thế nào, nó khác khác hẳn. Từ sinh nhật đầu tiên tới sinh nhật bây giờ thấy không giống nhau, thì cái thân không giống nhau một cái, mà cái tâm 17 lần không giống nhau, hơn cái tâm này. Người cái thân này chết một lần, cái tâm chết 17 lần, nó đổi thể hiện. Nó nghĩa là chết rồi nó sống, chết rồi nó sống, vì nó chết sống nhanh quá mà chúng ta không thấy nó là nó chết sống. Sự gián đoạn của nó, sự sinh diệt của nó, chúng ta không thấy nó là chết sống thiệt. Vì nó nhanh quá đi, vì nó lâu chúng ta còn biết được. Thân đây thay đổi mà chúng ta không biết là thay đổi. Bao giờ chúng ta cho thân này thay đổi đó không biết được. Một năm, được khi lâu lâu thôi ơi, gặp chú bây giờ chú hơi già quá, thành ra mới giật mình hơi buồn. Mình đâu có biết mà mình già từ giây phút một. Mình chết từ giây phút một. Ngay khi mà chúng ta ngồi thiền chúng ta mới thấy tâm đã ở nơi bụng. Nơi bụng, nơi bụng tâm nó đi còn cha là được, bây giờ thân đang đau mà tâm cũng đi được nữa. Đau đau mà tâm phóng, giận tâm phóng, đôi khi suy nghĩ. Như vậy cái đó là cái gì đây? Gió vẫn chuyển động mà thân cũng đau, mà bây giờ tâm nó đi được nữa, tâm đi được nó phóng nữa, nó phóng không còn ở trong thân, là tâm nó biết một đối tượng thôi. Giờ nếu gọi là nó phóng, gọi là đi rồi, nó hướng về đối tượng mà đã từng thấy từng biết, bắt đầu nó đi. Ai biết được nó, ai hỏi được nó, nó không từ giả, nó không nói cho biết lý do trước rồi mất. Nhờ ngồi thiền vậy đó mới biết được tâm nó đã mất rồi. Lúc khi tìm mau gặp một chút, ngồi lâu cho quý vị mau gặp chút, còn mới ngồi thôi rồi. Lúc khi nó mất 5 phút, lúc khi 10 phút không chừng, mới giật mình, ồ, nó đã đi mất rồi. Vậy đó, đó là tâm. Mà đi gần không, nó hướng rất là xa. Không biết ở đâu. Ở chỗ đó mà nó, chỗ mà nó sâu, gọi là chỗ cái Ayatana đó. Này ra cái này giống như ở trong giếng, ở giếng của nó đó, là giếng sâu khó mà tìm. Nhờ có chánh niệm, nhờ có chánh niệm và đã từng đi tâm, nhưng để tâm đi mất rồi, nhờ chánh niệm tìm không ra cho thầy mới tìm ra, ô đi rồi, ghi nhận. Vì vậy đôi khi nó mất thời gian sánh niệm, chánh niệm mới tìm ra. Vì chánh niệm chúng ta đang nỗ lực chánh niệm mà chánh niệm cũng chưa sanh. Chỉ cái tâm hồi nào tới vậy đó, tham ưu ở đời, tham ưu ở đời, tham ưu ở mắt thấy, tham ưu ở tai nghe, tham ưu ở mũi lưỡi người nếm, cứ cho đó nó buồn nó giận, cho đó nó buồn nó giận, cho đó sống cho đó đời của đó là vậy. Vậy đời nó ở mắt, đời nó ở tai, đời nó mũi, ở bây giờ đời nó ở trong quá khứ, đời ở trong tương lai, đó là đời của tâm. Vì nhờ chánh niệm theo kịp tâm phóng. Như vậy nếu mà tâm phóng không còn đau nữa, không còn phụ rồi, phải làm sao? Phải niệm, ô suy nghĩ à. Suy nghĩ, nó nghĩ đó, bắt đầu đối tượng, nó nghĩ rồi đó. Mình nói dễ lắm, à suy nghĩ à. À suy nghĩ, tâm đang suy nghĩ. Suy nghĩ hả? Suy nghĩ hả? Nhắc lại, ô suy nghĩ hả? À suy nghĩ hả? Khi mình niệm là suy nghĩ, rồi nó trở về, trở lại. Còn thêm cái chứng nữa. Cái chứng của tâm. Chứng như thế nào? Tôi nghĩ thật, tại sao? Tôi quên. Tôi hấp tấp qua, tôi đi chùa, tôi đi thiền, tôi quên, quên câu chuyện đó như vậy đó. Cho niệm, cũng phải chịu theo tâm. Tôi đi có lý do của tôi quên câu chuyện. Bây giờ đi hả? Tôi bây giờ đi. Theo dõi. Thầy ở trong cái phương pháp của Ngài Ma thì nói, nếu mà tâm đi như vậy, thì chánh niệm cũng theo tâm nữa. Đi, cho nó đi, bây giờ cho đi 1-2 phút, 2 phút, đi. Đi gì? Tôi phải đi về,
tôi tìm cái gì đó đi, và tôi nói chuyện cái gì đó, sắp xếp cái gì đó, hấp tấp quá, không có tính toán trước, tôi phải làm như vậy, đi, rồi đi, tôi đi gặp, gặp người nào cũng phải nói chuyện, vật gì cần phải tìm, an tâm rồi, thầy nói như vậy đó, rồi thấy vật đó rồi, rồi tôi trở về, cũng phải ghi nhận, tâm đi cũng phải biết là đi, suy nghĩ phải biết là suy nghĩ, cho nên gọi là suy nghĩ, cho đến nó hết suy nghĩ rồi trở về. Niệm như vậy gọi là niệm tâm, gọi là niệm tâm. Cái tâm là một sự biết thường túy, biết xua theo đối tượng, một đối tượng nào rõ. Bởi vì đối tượng trong hiện tại không rõ lắm, thì nó biết đối tượng ngoài, ngoài hiện tại là gì? Ngoài thân, này tự nhiên nó ở một đối tượng nào rõ hơn nữa, tiếng động tới, nó ở nơi tai. Thầy trong lúc đó chỉ niệm xuông thôi, cũng nhắc xuông, đó là chỉ là tiếng thôi. Nghe, nghe thật, bây giờ tai nó nghe thật, đó niệm như vậy gọi là niệm tâm. Tai nó nghe được tiếng thôi, rồi, tiếng nó đi rồi, một tiếng tới, nghe, tai chỗ này á, tâm ở chỗ này nó nghe được tiếng, rồi, bây giờ nó sống ấy, đang sống thật, sống ở đời, mà chế ngự được tham ưu. Vậy nó không bao giờ thấy nó đang buồn những tiếng, nó tới rồi nó đi, tiếng tới rồi đi, nó chỉ sống thôi, nó sống những tiếng, nó phải sống, nó phải biết, nhiệm vụ nó phải biết, mà nó biết đúng. Như vậy khi mà biết đúng, chánh niệm ghi nhận, mới gọi là niệm, niệm đang ghi nhận theo dõi, biết là đang nghe đó, biết là đang nghe, biết đang nghe, rồi tất cả đều sanh diệt, sanh diệt, sanh diệt, trong tiếng cũng sanh diệt, không phải một tiếng như vậy. Tất cả đều sanh diệt ở trong giọng nói của mình, trong tiếng, bất cứ tiếng gì nó có sự sanh diệt của ta. Ví dụ một tiếng chuông đây nè, chúng ta một tiếng chuông, chúng ta nói là một tiếng chuông, như tu một tiếng như thế nào, chúng ta đánh một tiếng thôi, một cái gõ. Nhưng khi mà chúng ta hành động đánh chuông không phải một cái đánh, biết là bao nhiêu cái đánh, đưa tay tới mới đụng tới cái chuông, rồi kéo tay về, mà cái chuông nó rung động. Tiếng ngân của chuông cũng phải là một cái tiếng ngân, có thể ngân tất cả gần một phút tiếng chuông, biết là như vậy. Cái tiếng chuông nó chỉ là nghe tiếng thôi, rồi nó sanh, rồi nó diệt, rồi sanh, rồi nó diệt, rồi sanh, rồi biết bao nhiêu đánh, bao nhiêu cũng có cái sanh diệt trong đó. Cái gì cũng trong thế gian này không có vật gì mà có sanh mà không có diệt, không có. Và nếu chúng ta luyện tâm chúng ta chưa hiểu, ở nó mắt chỉ thấy tôi, ở tai chỉ nghe thôi, thì Đức Phật dạy như vậy đó. Muốn diệt trừ được tham ưu ở đời, chế ngự được tham ưu ở đời, là phải có chánh niệm bảo vệ và nhắc thực tế của tâm, sự thật nó là như vậy, là tiếng là tiếng là thôi. Còn cái khác nữa, ngoài cái tâm còn nữa, còn nhiều. Đức Phật nói quan pháp thì tiếng kia gọi là tham ma. Khi mà nói pháp chúng ta khó giải thích được pháp, do cái tiếng tham ma mà ra. Thiện cũng là pháp, bất thiện cũng là pháp, thân cũng là pháp, tâm cũng là pháp, cái gì cũng là pháp. Điểm này Đức Phật dạy cho chúng ta niệm pháp như thế nào, là niệm pháp có năm mục ở trong khi chúng ta niệm pháp. Một, khi tâm hành giả đang ngồi thiền, tâm tham phát sinh lên, thì trong lúc đó chúng ta mới niệm tham và sân phát sinh lên. Chúng ta phải biết bây giờ trong giây phút này tâm sân phát sinh lên, vì cái sân là một đối tượng, một đối tượng của tâm, một cái đối tượng của chánh niệm. Tâm là tâm, tâm là biết xuống. Bây giờ có cái làm cho tâm này dễ chịu, làm cho tâm này khó chịu, làm cho tâm này buồn, làm cho tâm này vui, giận không giận, thích không thích, buồn ngủ, chán nản, phóng tâm, hoài nghi. Tất cả những cái này nó sanh lên trong lúc mà hành giả đang tìm cái vật quý mà chưa thấy vật quý, chúng ta phát sinh sự chán nản hoặc đưa tới sự buồn chán. Vì tìm không thấy gì, không thấy rõ ràng, cứ như vậy hoài, ngồi thấy gì, tôi không để tâm vào bụng thì phòng xẹp ở đó thôi. À, mà tại sao mà cứ theo dõi phòng, theo dõi xẹp, rồi đã đau rồi, phải quên đau, vậy đó. Tại sao mà còn nói đau, đau làm chi vậy?
vậy đó. Và bệnh là phải cho mất cái đau này, khoa học là làm cho mình mất cái đau này, mà tại sao mình theo dõi? Vì chúng ta có lý do, của Đức Phật này có lý do rõ, lý do để diệt trừ tham ô, không phải chúng ta che che cái đó được sau khi nó trở lại nữa. Rồi có một gì để giải quyết là sau khi nó trở lại để diệt trừ tham ô ở đời, tạm thời diệt trừ sát ma, diệt trừ tạm thời và hoàn toàn diệt trừ hẳn. Thì cái điểm này nếu chúng ta quán gọi là quán pháp vị tỳ khưu, Đức Phật gọi vị tỳ khưu khi đệ tử của các ngài thăm thiền tìm con đường giải thoát, ý nói là thấy sự sợ sợ sự luân hồi và đi tìm con đường giải thoát, đó gọi là vị tỳ khưu. Một lẽ khác, vị tỳ khưu vì Đức Phật ngài sống chung ở trong trong tu viện cho các vị tỳ khưu, các vị tu những người mà đi tìm con đường giải thoát. Rồi Đức Phật ngài gọi các vị đó gọi các vị tỳ khưu. Thì vị tỳ khưu khi tâm tham phát sinh lên, vị tỳ khưu biết là bây giờ trong giây phút này tham phát sinh lên, và tham không phát sinh lên biết gì là trong giây phút này không tham, không có tham phát sinh lên, và trong giây phút này tham và sân không còn nữa, đoạn trừ tham sân, thì vị tỳ khưu biết là không còn những pháp ấy nữa. Cái hoài nghi nào phát sinh lên, vị tỳ khưu biết bây giờ hoài nghi phát sinh lên, giờ hoài nghi không phát sinh lên biết, thì giây phút này hoài nghi không có phát sinh lên nữa. Hoài nghi cái gì? Hoài nghi bây giờ hồi trước tôi không biết, thân cũng cho là tôi và tâm này cũng cho là tôi, buồn cũng cho là tôi và vui cũng tôi cho là tôi, khóc cũng cho là tôi, cười cũng cho là tôi, cái gì cũng cho là tôi. Bây giờ có phải như vậy? Cái thân là một cái riêng, thấy rõ không gì hơn một khối này là nó cứng, nó mềm, nó chuyển động, nó lạnh. Rồi cái tâm là một sự hãy biết xuống, rồi có cái sự tâm sợ khác khác đi cùng, đi cùng với tâm chưa? Không có tâm sợ này, tâm sợ khác đi chung. Nhưng khi mà có mặt của chánh niệm khiến cho tâm sợ này, tâm minh, tâm quân rất là sáng suốt, nhận thức rõ đặc tánh của tâm sợ, nó sự thật nó là như vậy, thì mới không chấp nó là tôi là ta ở trong hơi thở. Hơi thở này không phải là tôi, hơi thở này không phải là ta, hơi thở là một sự chuyển động từ ngoài nó vào, tự động nó vào, không mời nó vào, tự động nó ra, không đuổi nó ra. Như vậy không có tôi ở trong hơi thở, không có ta ở hơi thở, hơi thở là hơi thở. Như cái tâm của sự hai biết cũng vậy, một cái đối tượng nào tới nó đi để đó nó biết, một cái đối tượng nào tới qua mắt thấy, qua tai nghe, tự nhiên theo dõi đối tượng. Nhờ theo dõi như vậy chúng ta, đây là cái tâm, cũng là cái tâm là thức biết vậy, cũng không có tôi ở trong đó. Đối tượng đó nó chạy tới không biểu nó cũng đi nữa, mà khi có trí nhớ ghi nhận nó thẳng, không kêu là lợi cũng lợi, vì có ánh sáng. Con sáng là không có bóng tối, là con không có ánh sáng là có bóng tối, có hai cái này không đi chung với nhau. Hồi nào bây giờ nó không có ánh sáng thì nó đi như vậy, vì nhờ ánh sáng của chánh niệm, ánh sáng trí tuệ ghi nhận rõ, thấy rõ. Vậy thấy rõ cái sự sanh diệt của đối tượng, sanh diệt của thân, vừa sanh diệt của cảm giác, vừa sanh diệt của tâm, vừa sanh diệt của pháp. Nó đi mà ghi nhận nó trở về, như vậy cái này là một sắc pháp thôi, một cái pháp, một cái tâm sở, tâm sở vọng, rồi chánh niệm theo là không có vọng. Rồi hành như vậy không có hoài nghi, đi từ đoạn đoạn tuyệt hoài nghi, gọi là đạo tâm. Khi mà đạo tâm như thế nào đây, hành giả hành lâu lâu kinh nghiệm, kinh nghiệm tâm tướng, thấy sự thay đổi ở trong thân cũng vậy, trong thọ cũng vậy, trong tâm cũng vậy, trong pháp cũng vậy. Cái gì thay đổi trong thân thì đau khổ, trong thọ đau khổ, trong tâm thấy đau khổ, trong pháp đau khổ. Và cái nào mà thay đổi đau khổ như vậy tìm không làm chủ được, không làm chủ được trong thân, không làm chủ được trong cảm giác, không làm chủ được trong tâm, không làm chủ được tất cả, không làm chủ được mắt, đối tượng của mắt thấy không làm chủ được, không làm chủ được tai của mình, đối tượng của tiếng không làm chủ được, không làm chủ được mũi, không làm chủ được mùi,
không làm chủ được lưỡi, không làm chủ được vị, hai cái nó đụng nó phát sinh như vậy. Không làm chủ được tâm, không làm chủ được pháp, hư vọng quá khứ tương lai không làm chủ được, không dẫn nó không nghe. Cái đó là chúng ta hiểu, bắt đầu hiểu, hiểu tức chúng ta kinh nghiệm hoàn toàn ba pháp bản được hoàn toàn chín muồi. Mũi chín muồi gọi là trí tuệ, thấy thấy rõ, sáng suốt thấy rõ, gọi là đạo tâm. Cũng không có ta, vì không có ta mới hiểu được, đó gọi là trí tuệ. Mất cái sự chấp rồi, mất cái sự chấp, cái sự thật nó trở lại sự thật. Như thế nào là sự thật? Có bốn sự thật. Sự thật cái đó khổ thật, khổ thật. Vì khổ cần phải thấy. Khổ thật là gì? Sanh khổ, già già khổ, đau khổ, chết khổ. Muốn được khổ, thương xa khổ, ghét gần khổ. Muốn không được là khổ. Cuối cùng năm cái quẩn này đi tới đâu mang nó theo, nó đau khổ. Cái này khổ thấy thật. Như vậy thấy khổ thì tự nhiên là ái nó không sanh lên được. Như là ái cần phải bỏ. Mà khi bỏ ái một giây phút mà bỏ ái thì tự nhiên là nước vàng. Một giây phút mà có không tham ưu ở đời, không tham ưu ở trong mắt á, thì nó sống sống an vui. Sống không có tham, sức gọi là sát na niết bàn, là tạm thời niết bàn, không buồn, không lo. Và khi đoạn diệt, khi mà hiểu thật, không có chi, ngoài cái thân tâm nó không còn cái chi nữa. Và không phương pháp nào hơn là phương pháp này. Vì tôi ngồi tôi thấy tâm của tôi, không có ai. Tôi buồn tôi biết tâm tôi buồn, vui tôi biết tâm tôi vui. Không ai biết hơn mình biết, hiểu rõ, thấy rõ. Không còn hoài nghi trong phương pháp. Pháp không gọi hoài nghi trong còn phương pháp. Nếu mà chúng ta không còn hoài nghi trong phương pháp, chúng ta không không có gì thắc mắc mà không có người tìm ra. Nếu mà chúng ta uống thuốc rồi thuốc này hay rồi chúng ta tìm người nào bào chế thuốc này, tìm cái hãng bào chế thuốc này. Chúng ta tin tưởng có hãng xưởng để bào chế ra thuốc này, tự nhiên không thắc mắc về vấn đề hãng xưởng mà đầu qua bào ra. Bảo chế ra thuốc như vậy, thuốc hay như vậy. Thì chúng ta không thắc mắc vấn đề mà có một vị Phật ra đời, không có vị Phật ra đời, mà có phương pháp mà chúng ta dùng, thấy nó đúng. Như vậy chúng ta không thắc mắc vấn đề gì. Nếu mà không thắc mắc vấn đề thuốc, thì chúng ta không thắc mắc vấn đề bảo chế thuốc. Không thắc mắc vấn đề có Phật hay là không Phật. Thì chúng ta không thắc mắc. Chính là chúng ta không thắc mắc với ta. Chúng ta là một người hết bệnh. Có bệnh chúng ta biết là có bệnh, hết bệnh chúng ta biết là có đó niềm tin. Niềm tin như vậy là niềm tin không thay đổi. Đó gọi là niềm tin không thay đổi. Vì nói là hồi trước chúng ta không hiểu. 5 năm như người ta có thể là 11 được. Vì chúng ta chưa biết toán, chưa biết tính. Mà khi chúng ta sáng suốt rồi, nó thuộc lòng, 5 như 5 là 10. Và là thuộc lòng, không thể 5 năm là 12 được. Vật vật cũng nó năm nó trở lại thành mười, huống chi mà tâm linh chúng ta có trí tuệ, nó cũng nói vậy thôi. Cái đó là một ví dụ thôi. Còn cái sự đạo tâm khi mà tới, chúng ta có một sự kinh nghiệm khác hơn, gọi là sự thật khác hơn. Mà muốn kinh nghiệm sự thật này, chúng ta phải kinh nghiệm cái tam tướng này, cái sự thật. Muốn kinh nghiệm bốn sự thật kia là chúng ta phải kinh nghiệm tam tướng ở trong thân tam ấn, ba ấn này, vô thường tướng, khổ tướng và vô ngã tướng. Ba tướng này là chính mùi, tự động nó rớt xuống, đó là mùi nó rớt xuống khỏi lá cây này chính nó rớt xuống, trái cây này chính nó rớt xuống. Thầy chúng đó mới nói là cây nó không có, nó là không làm chủ được lá của nó, cây nó hành không làm chủ được trái của nó. Thầy chúng ta cũng như vậy, khi mà nó rơi xuống khỏi tâm của chúng ta, cái chấp rơi xuống, chúng ta mới thấy là nó nhẹ nhàng, không có cái đó, nhẹ nhàng, không có sự chấp, nhẹ nhàng chính là sự hiểu sai, hiểu lầm của chúng ta. Chúng ta không đổ lỗi cho tâm chúng ta, đổ lỗi cho sự luân hồi, đổ lỗi cho thiên nhiên. Nhưng mà thiên nhiên chúng ta làm gì đó, đừng có nghĩ tới.
chúng ta phải làm sao chúng ta tìm đương cái bệnh, đừng có tìm tại sao chúng ta bệnh, làm sao chúng ta tìm thuốc trị bệnh thôi, tại sao chúng ta bệnh. Đức Phật dạy có một người bị trung tâm và trung tâm rồi không chịu nhổ tên ra, để tìm hỏi cho ra ai bắn tôi, ai bắn tên này, tôi bị đau như vậy. Đức Phật thì khác, cố gắng nhổ tên ra để chúng ta sống, đừng tìm người bắn chơi bắn chi. Thì cũng như vậy, tham sân si nào đó có, tại sao có cái này không, chúng ta tìm con đường giải thoát thôi, tìm con đường giải thoát có bao nhiêu đó thôi, gọi là thế giới nguyên hành và niết bàn nguyên hành. Nếu mà có một thế giới đau khổ như vậy thì cũng có một thế giới an vui chứ. Chúng ta dùng thế giới để chúng ta hiểu thôi, và là niết bàn nguyên hành. Niết bàn gọi là nó dập tắt lửa, dập tắt lửa phiền não, dập tắt lửa tham, lửa sân, lửa si. Không có trung tâm của chúng ta, tâm chúng ta không có hình ảnh, mà tham sân si là ác tông cái, là không có hình ảnh. Ai dập tắt được, ai diệt trừ được cái đó, không có ai hơn là có chánh niệm, có tâm, có chánh niệm. Hồi nào bây giờ không có ai tìm khám phá ra có cái đó mà để áp dụng với cái tâm, cùng đi với cái tâm để bảo vệ tâm. Bây giờ chúng ta tìm ra người bảo vệ tâm tại chính là chánh niệm. Nếu có người bảo vệ tâm, chúng ta luôn luôn nỗ lực để tu niệm, niệm để phát sinh trí tuệ. Cái trí tuệ này gọi là trí tuệ do sự tu, và chắc chắn chúng ta sẽ diệt trừ khổ u với ngự khổ u a đà vậy. Thầy giáo lý này xin tạm dứt, nguyện hồn tham bảo hộ trì của gì được sanh vui, mau chấm dứt sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.